Duy sẽ cho nước bột lăng vào quý vị nhé. Bột lăng cho nhiều hay ít tùy thuộc vào quý vị khi mà chúng ta nhìn thấy nước sốt bên trong. Nói tới phở xào của miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng thì bắt buộc phải có những nguyên liệu sau. Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Hà Nội Phố. Đây là một trong những series Duy chia sẻ cách nấu ăn tại nhà do Hà Nội đang trong những ngày cách ly toàn xã hội. Hôm nay Duy sẽ gửi tới quý vị và các bạn một món ăn rất là quen thuộc của người Việt, đó là món phở xào. Và Duy sẽ chia sẻ cách làm theo kiểu của người Hà Nội nhé. Mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta vào bếp. Nói tới phở xào của miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng thì bắt buộc phải có những nguyên liệu sau. Đó là thịt bò, nấm hương, cà chua, cải ngọt hay cải thảo tùy thích. Đây là những nguyên liệu chính. Đầu tiên đó là bánh phở, ớt sừng trâu, cà rốt, cà chua, hành tây, nấm hương, hành băm nhuyễn, tỏi băm nhuyễn, gừng băm nhuyễn. Bây giờ Duy sẽ sơ chế bánh phở. Bánh phở này Duy mua ở chợ. Đúng ra bánh phở xào là bánh phở to. Còn những quán ăn mà quý vị ăn ở ngoài ấy, thì bánh phở họ thừa, tức là họ đặt nơi sản xuất dành riêng để xào. Cho nên là Duy phải sơ chế qua. Chúng ta có thể thấy nó dài này. Thứ hai nữa là nó dính vào nhau. Thì bây giờ Duy sẽ bắt đầu sơ chế. Duy sẽ cắt làm đôi. Để cho sợi phở không dính vào nhau, Duy sẽ lấy bát, cho sợi phở vào và rắc ít bột mì vào đây. Quý vị lưu ý nhé, chúng ta rắc ít thôi, không nên rắc nhiều. Rắc đều. Vì bánh phở nó rất là mềm và dính, chúng ta gỡ những cái bánh phở mà nó dính đi. Tí chúng ta xào nó sẽ ngấm đủ gia vị. Bánh phở này đúng là cái bánh phở mà chúng ta hay ăn phở nước ấy. Nếu quý vị không thích ăn phở, chúng ta có thể làm thay vào đó là mì tôm. Mì tôm thì chúng ta sẽ sơ chế trước, đó là chúng ta trần qua nước sôi. Khi mà sợi mì nó nở đều và nó tách các sợi khỏi nhau thì chúng ta sẽ làm các công đoạn tiếp theo giống như phở xào Duy sẽ làm. Trước khi xào, Duy sẽ cho một thìa nước tương vào, mục đích là tạo màu cho bánh phở nó đẹp khi chúng ta áp chảo. Bây giờ Duy sẽ áp chảo bánh phở, chúng ta cho dầu vào. Khi dầu nóng, chúng ta cho một chút tỏi băm nhuyễn vào. Chúng ta cho bánh phở vào. Rồi, khi bánh phở đã cháy cạnh, chúng ta tắt bếp rồi ra đĩa. Duy sẽ ướp thịt bò. Thịt bò nhà Duy khoảng lạng rưỡi. Thịt bò rất hợp với gừng, Duy cho gừng băm nhuyễn vào. Thịt bò rất hợp với lại gừng, không thể thiếu được. Duy cho một thìa nước tương, dầu ăn một thìa, mục đích để cho thịt bò mềm ra. Duy cho một ít hạt tiêu vào nữa. Duy đảo đều ướp 10 đến 15 phút. Cho lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ tiếp tục làm những nguyên liệu khác. Chúng ta lưu ý nhé, cải ngọt phần gốc bao giờ cũng lâu chín hơn, chúng ta sẽ bỏ riêng ra. Còn phần ngọn chúng ta để riêng ra, xào sau. Cà chua chúng ta sẽ thái múi cao, mục đích là nước xào sẽ có màu đẹp và ăn có vị chua chua. Cà rốt chúng ta thái chỉ nhé. Hành tây chúng ta thái lát ra. Khi mỡ nóng thì cho tỏi, băm nhuyễn đảo qua. Duy cho thịt bò vào. Khi thịt bò tái đều, Duy tắt bếp, Duy cho ra đĩa. Duy cho dầu vào. Khi chảo nóng, chúng ta cho tỏi này,
cho hành này, cho cà chua này, sau đó là nấm hương. Nấm hương nếu mà cây to chúng ta có thể là cắt nhỏ nhé, đi cho cọng cải ngọt vào xào trước. Sau đó cho lá cải ngọt vào. Rồi cho một ít nước dùng vào. Khi nước dùng sôi, Duy cho hành tây vào, cà rốt. Bây giờ Duy sẽ cho thịt bò vào nhé. Đảo đều lên quý vị ạ. Duy cho một thìa hạt nêm, một thìa nước mắm, 1/4 thìa muối. Duy đảo đều lên. Duy sẽ cho nước bột lăng vào quý vị nhé. Bột lăng cho nhiều hay ít tùy thuộc vào quý vị, khi mà chúng ta nhìn cái nước sốt bên trong nó cô đặc nhiều hay ít nhé. Bình thường quý vị chỉ cho một thìa bột lăng rồi hòa nước vào thôi, không nên cho nhiều. Đấy, quý vị đã nhìn thấy nước dùng sệt sệt chưa? Thế là chúng ta đã chuẩn bị xong rồi đấy, cho ra đĩa là ok. Bây giờ Duy sẽ làm nước chấm phở quý vị nhé. Duy sẽ cho nước tương vào, Duy cho một thìa đường vào, Duy cho ớt băm nhuyễn vào, hòa đều nước tương. Thế là chúng ta đã có nước chấm rồi. Hôm nay trưa nhà con có món phở xào với cả món thịt kho tàu, món chả án miệng làm dưa chuột và nước chấm phở nữa. Con gọi em Nhi ra ăn cơm đi. Nhi ơi, ra ăn Nhi ơi. Nhi đang về. Đến giờ ăn cơm rồi con, về ăn gì, ăn xong mới có sức khỏe để vẽ chứ. Ra ngồi ăn thôi. Bố chị Như đang đợi. Hôm nay bố làm món này, Nhi biết là món gì không? Rất bất ngờ luôn, món gì con? Đấy, ra ngoài đây, ra ngoài đây. Món phở bò. Đúng, phở bò nhưng mà là phở xào. Rồi, ra ngoài ăn con. Hôm nay chịu khó vẽ vời đấy nhỉ, con đang vẽ cái gì đấy? Con đang vẽ người đi. À thế, rồi con ngồi đi, tí cho bố xem tác phẩm của con nhá. Nào bố mời các con. Bọn con không ăn cay được thì đừng ăn ớt này nhá, ớt này để bố ăn cho. Con mời bố mình đi. Bố mời hai chị em. Ớt này để bố ăn nhá. Ớt này không đi. Thì cho ăn ớt để cho đường đi. Con ăn cay đấy. Con ăn phở bố lấy cho nào, hay con tự lấy? Ai bố lấy cho con. Bố lấy cho con nhá. Có cả cơm nữa các con. Thế rồi. Sao ta ăn trong đồng gì? Con cơm á? Được, bố lấy cơm cho. Đấy, chị Như ăn hết con này đi. Cái nước chấm này hơi cay đấy con ạ. Cái này con còn có thể chờ. Mình lấy đi cái này cho gì ớt đi. Vào được không bố? Được, cho tự ớt được mà. Thế là đi cái này chai bẩn với cả chó virus tư ra thì chó mới chỉ giảm đi 2 hôm được. Rồi, cái đấy là vệ sinh tay, nước rửa tay khô. Con cất đi. Bây giờ đang giờ ăn mà con. Không mà giờ. Nước này ra mà bẩn có virus corona thì mình có nên thịt đông đi. Có chứ. Thì cho. Vì nó vệ sinh tay đấy, diệt khuẩn đấy. Mình thịt vào thì diệt khuẩn sẽ làm gì đấy? Sẽ bị chết. Thế ở trong tay mình nào đi. Thôi rồi, đến giờ ăn rồi, con cất đi. Để thử cái món bố làm hôm nay xem nào, rồi Nhi cho bố đánh giá xem nào. Đánh giá, con chết là non hay nó. Non thì con chết chuẩn cho bố 30 điểm. Đấy, mời con. Con thử xem.
Duy mời quý vị nhé. Mẹ Duy, con có thể cho con trông phiền một nạp được không Duy? Ừ, con lấy đi. Hôm nào vừa ăn bộ bát này giúp cho. Ừ, nó mệt đấy. Vâng thưa vị, rất thơm, quyện với lại nguyên liệu. Hương vị thì rất là đậm đà, thấm gia vị. Và nó còn giữ nguyên được cái vị ngọt tự nhiên của các nguyên liệu như là hành tây này, cà rốt này. Con thấy thế nào con? Ngon quá. Ừ. Ở trong này có cả nấm hương. Ừ, cả nấm hương luôn. Cái món này đúng ra bố con mình phải ăn nóng luôn ấy, thì nó sẽ ngon hơn. Nhi ăn Nhi thấy thế nào? Hơi cay cay ạ. Hơi cay cay à? Thôi đưa bố con cất cái đũa này đi, dùng nhiều đũa đấy. Cất đũa này đi. Ơ, là gì? Ừ? Đũa này bận rồi ạ. Nào đi, cắt đi. Con cơm đi, bố lấy cơm cho. Bố lấy cơm nhá. Nếu bạn ăn cơm thì Nhi dùng thìa chứ. Vừa nay con xong bà con đã ăn chưa? Chắc chị ăn trứng với cà chuối rồi ạ. Thế à? Thế thì chả nó. Thế con ăn hết bát cơm đấy là khỏe. Con ăn hết cái này rồi con hộp bà nuôi đồ nó gì? Ngon nhiều quá nhỉ. Con ăn được cay thì con dưới cái nước chấm này, ngon lắm. Mỗi tội hơi cay này. Món này ăn thay cơm được không con? Nó cũng là phở cũng làm từ cơm hả bố? Ừ. Đấy là món đặc biệt chủ riêng gì? Đúng rồi. Thế bố không cho mọi người ăn hả gì? Bố có chứ. Cả nhà mình ăn chung mà. Con để phần mẹ ít nữa. Phở xào này con. Ừ. Không, phở xào ăn thì không cần để phần mẹ đâu. Bởi vì phở xào này nó phải ăn nóng. Nào hết thì bận thì đi cho con. Bọn con đi gì? Luôn rồi con. Nó trước luôn rồi cháu thấy này lắm gì? Cháu đèn, cháu bể bơi, cháu đồ chơi cho trẻ em. Cháu hu chơi cho trẻ em. Cháu bể bơi cho trẻ em. Cháu bể bơi cho người lớn. Với cả cháu giường đẹp. Với cả cháu bồn tắm. Với cả cháu hồi hát trên. Với cả cháu phòng. Với cả cháu đồng hồ, với cả cháu điều hòa, với cả cháu đèn, với cả cháu thủ, với cả cháu đồ hòa, với cả cháu thủ nan, cháu bồn trầu, với là cháu hê châu pha, cháu chữa. Như thế luôn nhà nào mà phải khách sạn nào mà cũng có cửa hết mà. Với cả phòng luôn nát đi. Con ăn được 1-2 thìa cơm mà đã no.
Mai trước khi bữa ăn là bố sẽ không cho Nhi đi đâu nhá. Nhi đi từ sáng đến trưa, thế rồi ăn trực nhà ông bà luôn, giờ chả ăn gì cả. Bố nấu món này bao nhiêu công sức, mục đích là để cho hai chị em ăn, thế mà Nhi không ủng hộ bố. Các anh thì rất ủng hộ. Các anh bố mất phở rồi bố. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Chúc quý vị và các bạn luôn có sức khỏe dồi dào, bình an trong mùa dịch này. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Nhớ nhấn like cũng như chia sẻ video để ủng hộ kênh Hà Nội Phố nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.